Bây giờ chị mặc cái bộ quần áo 3 năm mới lại 5 năm mà không thay, thế kiếm tiền để làm gì? Thì chị cứ giữ tiền khư khư thế thì làm sao xã hội phát triển được? Làm sao người ta bán được quần áo? Làm sao mà cửa hàng cắt tóc họ sống được? Nên là đi cắt tóc đi, đi mua quần áo đi, để cho dòng tiền nó lưu thông. Chứ mình không dám nói là tôi đi đổi kiểu tóc đi, ví dụ như thế. Ừ, ví dụ nhá, nếu mà là để tóc như cô Anh rất là đơn giản đúng không, mà không có tốn nhiều tiền. Thế nhưng mà nó cũng là cái mái tóc gọn gàng như đây, cứ một cái đuôi chuột bằng cái dây chun nó cứ thuột ra. Chăm sóc cái cơ thể của mình, phải chăm sóc cái cơ thể của mình chứ, phải yêu thương cái cơ thể của mình chứ, đúng không ạ? Phải giữ cho cái ngoại hình bản thân mình chứ. Đương nhiên về mặt trí tuệ, sự uyên bác của mình, tinh tế, thông minh của mình, đương nhiên là đẹp bên trong, đúng không? Nhưng mà bên ngoài mình cũng phải đẹp nữa, bên ngoài cũng phải sạch thơm nữa các anh chị. Thông minh đúng không, khỏe mạnh, bên ngoài cũng phải khỏe mạnh, sạch và thơm, phải làm cái điều đấy. Có nhiều chị mặc cả quần đùi của chồng đi ngủ và ở nhà, trời trông kinh ơi kinh. Nhưng mà mình thì bảo ôi mặc thế nó thoải mái cô ạ, mặc thế nó thoải mái lắm, em cứ mặc quần đùi của chồng em đi khắp ngõ bằng cái quần đùi của chồng em luôn ấy. Thế nhà đâu phải có vợ có chồng, ở nhà có hai ông chồng thì phải. Mình mặc cái quần đùi, nhưng mà cái quần đùi đấy đàn ông mặc còn đẹp, nhưng mà đàn bà mặc không ngửi được, bởi vì họ thiết kế cho đàn ông mà. Nhưng mà có những chị bảo từ ngày mà em học cô á, khai tôi mới biết chứ không khai sao tôi biết, từ ngày em học cô là em không mặc quần đùi của chồng em nữa. Mà đúng là em thấy là mặc quần đùi cũng kinh thật. Nhưng mà ngày xưa thì em tiêu chí là gì, thôi về nhà cứ thoải mái đi đấy. Rồi mình lại chỉ để ý đến cái lúc mà mình đi ra ngoài, mà mình không để ý đến cái lúc mà mình ở nhà. Mình cũng thích nhìn người khác mặc đẹp mà, đúng không ạ? Nên là mình không thể tuỳnh toàng ở nhà được. Cái gì nó phải ra cái đấy, bộ nào nó ra bộ đấy, chứ không thể mặc áo màu tím mà quần có bộ màu tím nhưng lại mặc áo màu tím quần màu màu vàng được. Nên là mình cũng phải để ý đến cái ngoại hình bên ngoài của mình. Có học viên của cô Lanh nhé, các anh chị đáng yêu vô cùng luôn ấy, cứ toàn buộc tóc như này này, buộc tóc như này, buộc tóc như này này, tóc dài lắm rồi, đuôi chuột rồi, đuôi chuột đuôi đuôi ngựa rồi, dài dài, cứ buộc cái dây chun, buộc cái dây chun như này. Thế thì tôi mới trêu, tôi mới bảo là đi cắt tóc đi, đi làm tóc đi, đi cắt tóc đi, cho cái dòng tiền nó lưu thông. Chị bảo cô á, bộ quần áo này của em 5 năm rồi nhá, hay là mấy năm rồi đấy. Tôi bảo đi mua quần áo đi, cho xã hội phát triển, cho dòng tiền nó lưu thông. Bây giờ chị mặc cái bộ quần áo 3 năm mới lại 5 năm mà không thay, thế kiếm tiền để làm gì? Thì chị cứ giữ tiền khư khư thế thì làm sao xã hội phát triển được? Làm sao người ta bán được quần áo? Làm sao mà cửa hàng cắt tóc họ sống được? Nên là đi cắt tóc đi, đi mua quần áo đi, để cho dòng tiền nó lưu thông. Chứ mình không dám nói là tôi đi đổi kiểu tóc đi, ví dụ như thế đấy. Ừ, ví dụ nhá, nếu mà là để tóc như cô Anh rất là đơn giản đúng không, mà không có tốn nhiều tiền. Thế nhưng mà nó cũng là cái mái tóc gọn gàng như đây, cứ một cái đuôi chuột bằng cái dây chun nó cứ thuột ra, thuột ra. Thế đi làm đi cho nó, trông cho nó đẹp, trông cho nó xinh, trông khác hẳn luôn ấy. Ôi mình cứ thay đổi quần áo nhé, thay đổi kiểu tóc nhé, là trông mình xinh hơn bao nhiêu nhé, mà trông mình cũng đẹp lên nhiều luôn ấy các anh chị. Đấy, chưa cần phải phải make up, hay là chưa cần phải làm cái gì ở mặt đâu, nhưng mà quần áo, lên bộ quần áo thôi trông nó đã sáng sủa hơn rất nhiều rồi, trông nó đã khác hẳn luôn rồi ấy. Kể cả ở nhà cũng thế, tôi bảo lựa cái bộ đồ nó đẹp vào, đừng có mặc kể cả là áo lót quần lót cũng phải tông xẹt tông vào, đừng mặc trên là áo đen dưới là quần quần trắng đấy, khúc đen khúc trắng, bộ nào ra bộ đấy. Làm như vậy thì ai nhìn cũng thấy đẹp đúng không, ai nhìn mới có cảm xúc chứ.
Nên là ở nhà không thể nào mà mình không có chăm chút mình. Đương nhiên mình đi ra ngoài chăm chút, ở nhà mình cũng chăm chút luôn các anh chị. Nên là sạch, đẹp, thơm, thơm nữa. Để ý từng ly từng tí một vào, sạch sẽ vào, thơm tho vào, mọi thứ từ đầu đến chân. Sau nó thành thói quen của mình đấy, thì chồng nhìn cũng yêu, mà vợ nhìn chồng cũng yêu. Chứ trông lem nhem quá, lôi thôi quá, ở bẩn quá nhìn cũng khiếp đúng không ạ? Nên là cái tiêu chí là chăm sóc cái ngoại hình của mình nhá các anh chị nhé. Quần áo thì bây giờ đến 20 năm nó vẫn còn bền mà, đúng không ạ? 20 năm nó vẫn còn bền. Có áo dài của tôi này thì được lâu này. Áo dài là tôi không có đổi kiểu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thế thôi, hai tà. Có cái cổ nó khác tí tẹo 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 cũng chả ai để ý, thế thôi. Còn là những cái quần áo kia chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình các anh chị, chứ mặc mà nhuộm thuộm trông khác hẳn ngay, trông kinh ngay á các anh chị. Mình cũng thích nhìn đẹp mà, đúng không? Mình tập thể dục nữa nhá, cho cái thân hình của mình nó săn chắc lại, cho nó đẹp, cho cái cân nặng của mình nó cũng về vừa phải đấy. Tập thể dục, giao tiếp với chính mình mạnh mẽ vào. Tôi có một thân hình khỏe mạnh, đẹp, body chuẩn, eo thon, dáng chuẩn. Bao nhiêu ký đấy, làm như vậy. Và chăm chút cơ thể có nghĩa là bạn yêu cơ thể nhiều vào. Ví dụ như nhá, các anh chị nhìn cô Lanh nhá, cô Lanh lên YouTube, lên TV như thế này. Các anh chị nhìn là cô Lanh chỉ đánh một tí son thôi. Còn mặt là cô Lanh để mặt mộc luôn nhá. Cô Lanh không có trang điểm tí nào đâu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mỗi người có một cái đặc thù. Còn với cô Lanh thì khi mà cô Lanh bôi bôi chát chát cái gì đấy vào thì cô Lanh cảm giác như là da của mình nó không thở được ấy. Cảm giác như da của mình nó không thở được. Nên là mình để nguyên, để da của mình nó được thở. Và cái loại mỹ phẩm tốt nhất trên cuộc đời này đấy là mồ hôi nhá các anh chị. Đấy là mồ hôi, là cái loại mỹ phẩm tốt nhất trên cuộc đời này. Nên là kiểu gì thì kiểu ngày phải tập thể dục để mà mồ hôi nó toát ra, thì nó cũng đẩy cái độc tố ra. Và khi đấy da rẻ của bạn nhẵn nhụi hơn, rồi cái viêm lỗ chân lông hay gì của bạn nó cũng bị bật hết ra. Bởi vì bạn tập mồ hôi đến cái cấp độ mà nó phải bật ra luôn ấy. Mồ hôi nó phải chảy thành dòng ấy. Bạn sờ vào mà nó phải chảy xuống, nó ướt nhét ấy, sướng vô cùng tận các anh chị. Ví dụ như các anh chị chỉ cần leo khoảng 60 bậc cầu thang thì mồ hôi của các anh chị như tắm luôn. Chưa kể là bạn đeo thêm cái gì vào nữa, bạn cứ leo khoảng 60 bậc cầu thang thì mồ hôi như tắm các anh chị. Sướng lắm, cực kỳ sướng. Leo những lúc đầu nó hơi nặng chân thôi, nhưng mà leo độ khoảng đến ngày thứ 3, thứ 4 các anh chị khác hẳn rồi. Các anh chị có thể chạy được trên những cái bậc cầu thang đấy và tận hưởng. Đây là lý do tại sao mà năm nào Học viện Minh Chi Thành cũng có 3 cái đợt leo núi mà chúng tôi tận hưởng trên cái hành trình. Những người khác gọi là cái nhắc cả nhơ, cái nhắc cả nhơ, mãi mới đi được 1-2 bậc thang. Nhưng mà sao nhìn thấy cô Lanh cứ chạy bon bon. Đơn giản thôi, là bởi vì ngày nào tôi cũng leo cầu thang đấy, tôi tận hưởng nó rồi. Mà một năm tôi đi leo fan nhiều lần, nhưng mà tôi luyện tập rất là khắt khe cho cái hành trình đấy. Và khi mồ hôi của mình như tắm ra thì cái da của mình nó đẹp lắm các anh chị. Không có cái mỹ phẩm nào mà lại tốt như là mồ hôi của chúng ta cả, từ trong ra ngoài làm thế. Chứ còn nếu mình bôi bôi chát chát vào ấy thì cái mức độ thẩm thấu của mình nó được bao nhiêu ạ? 0,03%. Mức độ thẩm thấu của mình. Bạn bôi rất nhiều kem dưỡng da đắt tiền, rất nhiều luôn, rất nhiều những cái thứ dưỡng chất các kiểu đắt tiền, thì cái mức độ nó thẩm thấu vào của bạn được 0,03% thôi. Làn da của mình, cơ thể của mình mà cứ cho phép cứ thẩm thấu vào ầm ầm ấy thì có mà chết à? Đúng không ạ? Thì bao nhiêu độc tố hay cái gì nó đi vào bên trong mình sâu lắm, thông qua cái đấy không. Nên là mình làm nó chỉ thẩm thấu được 0,03% thôi, tức là cái tỷ lệ thẩm thấu vào bên trong nó rất là ít, rất là ít. Cơ thể của mình có cơ chế bảo vệ và nó không cho thẩm thấu từ bên ngoài vào nhiều như thế đâu, nó chỉ cho 0,03% thôi. Nên là không gì bằng bạn thải ra từ bên trong, tập thể dục sướng lắm, tận hưởng từng bước chân, cái đầu gối của mình, cái bàn chân của mình, cái cơ thể của mình, cái trái tim của mình, cái nhịp đập của mình, làm như vậy đấy. Hạnh phúc vô cùng luôn. Thì đấy là cái loại mỹ phẩm tốt nhất.
Và đấy là cái việc đi spa hiệu quả nhất, hiệu quả vô cùng. Nên hãy chăm sóc ngoại hình của bản thân mình nha. Chị nào mà chồng chê lôi thôi ấy, là phải học ngay bài học, xử lý ngay từ cái tủ, cái bếp gọn gàng sạch sẽ. Đấy, mình không làm được thì mình thuê người làm, thì mình đầu tư vào trí tuệ của mình, gia tăng thêm để mà mình có thể thuê người làm các anh chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.